Em xin chào cả nhà, xin chào anh em máy cày trên mọi miền tổ quốc thân yêu. Hôm nay em lại tiếp tục vào review lại một chiếc chảo 6 cho anh em. Anh em nào đang cần, chúng ta sẽ điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198. Chiếc chảo 6 này còn rất ngon đẹp. Chiếc chảo 6 này là do một người em bán cái đầu Isuki và để lại chiếc chảo này lại gửi lại. Thì bây giờ cứ anh em có nhiệt tình mua, điện ngay cho Lê Tuấn nhá. Đấy, giá thương lượng cho anh em luôn. Đấy, thì hôm nay Lê Tuấn tiếp tục vào đây để lên sóng. Đấy, chia sẻ với anh em một dàn chảo 6 của Chín Bình. Một dàn chảo 6 này phải nói là cực kỳ là tuyệt vời nhá. Đang quan tâm 90%. Sắt sắt dây. Lỗ quản gì? Đây, zin như gái 18. Đây, lỗ zin nhá. Đấy. Hai lỗ, lỗ rốn và lỗ kia zin hết. Hai lỗ các bác cho lỗ nào zin thì các bác nói với em. Đây. Và tiếp tục. Đổ luôn. Đây các bác. Chiếc dàn chảo này là ok các bác. Không cần phải nói nhiều. Đây tặng cho các bác một cái lục giác. Đấy. Rồi. Riêng dàn chảo có hệ số đầy đủ hết. Đấy. Về. Và tất cả bánh lái. Em rất cảm ơn cả nhà chúng ta đang theo dõi kênh của em. Đấy, những người đang ưa thích kênh máy cày. Em đang đi tìm những chiếc xe mà của những nhà giàu vứt đi không cần làm đến, em đến cho các bác. Mong các bác đăng ký kênh, các bác nhớ đăng ký kênh cho em và đến phân khúc nào các bác cần các bác xem. Đấy, nhấn cái chuông nha, nhấn cái chuông để báo rằng hôm nay Lê Tuấn tiếp tục lên sóng. Đấy, thì hôm nay em dẫn người em đến mua chiếc xe 6.600. Em cũng nói thật với các bác như vậy, chiếc xe Isuki này đã bán rồi 140 triệu về làm dâu Long An rồi. Đấy, đây chỗ này bây giờ trống hết nhá. Đây dàn này cũng vậy. Đấy, bây giờ dàn này đã nằm đây, coi như là em đã về làm dâu rồi. Thì em để lại chiếc chảo này chia lại cho anh em để anh em về làm. Đấy, thì 150 triệu để lại cái chảo này, thì còn 140 triệu cho Long An. Đấy, người em Long An. Đấy, Long An mình đẹp quá. Đấy. Thì bây giờ em lại tiếp tục dẫn khách đi mua tiếp. Và mai em lại dẫn tiếp một người ở Tây Ninh. Đấy. Đi về để mua chiếc xe MBZ 65 triệu. Thì hôm nay em đang đi trên đường thì có một người điện tiếp ở Gia Lai hỏi mua tiếp chiếc xe MBZ 65 triệu. Nếu như người ở bên Tây Ninh mua không được thì người ở Gia Lai sẽ đến mua. Em lại dẫn đi mua. Và chiếc xe 4.600, chiếc xe đầu 4.600, mai có người sẽ đã đến mua. Đấy, và nhờ em trả giá rồi 85 triệu, nhưng chủ không chịu. Đấy, 90 triệu, bởi vì cái giá đó là ví là chủ ấy bán. Đấy, thì mai có người đến coi luôn. Em còn chiều nay là em phải đi Dầu Tiếng để dẫn người em đi xem. Đấy, rất mong cả nhà ủng hộ em cũng như tất cả trên mọi miền tổ quốc anh em máy cày. Còn đây là một chiếc này đang còn tầm có 90% nha. Đấy, báo cáo với anh em như vậy. Anh em thích dẹp cho Lê Tuấn 0394 326 198. Lê Tuấn sẽ đưa đến và trả giá lấy luôn. Đấy, đưa em về là. Đấy. Đã quên này. Đấy, cái này em biết ký hiệu gì nha, các bác biết là các bác mua này. Đấy, đấy. Rồi. Cái nào cũng có hết, nhưng mà nó nằm tùm lum, em không quay được. Và em xin dừng tại đây, xin chúc cả nhà chúng ta một chút khỏe, một lời chào tay tràn đầy phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Em xin cảm ơn những người đã đăng ký kênh và đã theo dõi, và xin cảm ơn những người đã đồng hành cùng em. Rồi, và bây giờ em phải đi công chuyện, xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại video sau.